Chiêm ngưỡng cái mặt trước của con Sony nhé. Đây là con F3 số 2 SA của Sony. Một con âm ly mà công suất nó khá là khủng. Vâng. Và tầm giá cũng rất là rẻ thôi, nó chỉ khoảng tầm 3 triệu 3 triệu rưỡi gì đấy nhé. Quý vị nhìn mặt mũi của nó vẫn còn rất là đẹp nhé. Lắp máy lên mọi người nhé. Công suất của nó là 215W nhé. Đấy. Điện áp 100V, sản xuất tại Nhật. Đấy. 215W rất là khủng. Đấy. Đây, con này là có thiết kế thêm cầu này. Đấy. Cái cầu này là chúng ta có thể rút cái cầu chữ U này ra và chúng ta cắm equalizer theo kiểu cắm chéo vào đây để là cải thiện chất âm của ông đi nhá. Nếu chúng ta có cái equalizer. Đấy. Em hàng về rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Đây nó chỉ có một cái vết xước bé bé ở đây thôi nhé. Thế thôi. Bắt đầu hàng rất là đẹp. Đấy. Nhìn tổng thể thì con này là dẹp xuất sắc rồi quý vị nhé. Vì đây là hàng bãi nên về chắc chắn nó sẽ phải có một vài vết nọ bên kia thì nó là cái điều nó không tránh khỏi được rồi. Đấy. Đây, thì xin mời quý vị nghe một đoạn chất âm của nó nhé, em sẽ test luôn. Đây con này thì nó tất cả các cái hàng chỉnh bắt chép các thứ ở đây nha quý vị nha. Đang chọn cầu thì chỉ bắt tép nằm dưới này nhé. Khi nào không dùng nó như này đẩy vào, nhìn cho nó đẹp. Rất là đẹp. Chất âm của Sony rất là mạnh mẽ luôn đấy. Tiếng bass nghe rất là chắc nhưng mà rất là sâu và mềm nhé. Đấy, chép rất là sáng, quý vị nghe được chưa? Bên hiền nghe như ngàn lời nào nề, tay vàng, môi vàng.
Ok nhá. Đấy. Giờ em sẽ tắt cái âm ly này đi và em sẽ cho quý vị xem nội thất bên trong của nó. Ở đây nha quý vị nha. Đấy. Nội thất ở đây. Đấy. Đấy. Tủ tiết các thứ cũng rất là đẹp nhá. Đấy. Đấy. Mạch cũng còn rất là mới luôn. Đấy. Rất ok nhá. À. Đây con này thì là nó là dòng chạy 462 vít nhá. 462 vít. Này. Quý vị chờ em một chút xíu. Vâng nhá. Đấy. À. À, con này là chạy 4 cặp sò. À em xin lỗi là 2 cặp sò nhá. 2 cặp sò Sanken 2 vít. Đấy. Cái này vít này rất là đẹp luôn. Đấy, với cái những con sò săn cái hai vít như này thì tiếng còn rất là hay. Đấy, tiếng rất là hay quý vị nha. Đấy, ok. Đấy, con này thì đúng ra là nó khoảng tầm hơn 3 triệu nhé. Khoảng 3 triệu 2, 3 triệu rưỡi. Đấy. Nhưng mà thôi thì tình hình đang cũng Covid. Đấy, thì bên em sẽ hỗ trợ giá quý vị nha. Thì con này bên em sẽ bán với giá là 2.900.000. Đấy. 2.900.000 cho một con âm ly mà chạy 4 sò Sanken 2 vít này nhá. Và với công suất của nó là 215W thì rất là nó kéo được khá là nhiều loa, thậm chí là những cái cầm loa bass 30 nó vẫn cứ có thể gánh được nhá. Đấy. Thì ai có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 59581 để đặt hàng sản phẩm nhé. Vâng, em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo em ơi. Vâng, em xin chào mọi người.